Chào các bạn nhé, mình lại tiếp tục đập hộp và review cho anh em một sản phẩm rất là rẻ. Đây, ra này. Đây anh em nhé, các cái tháo dọc recorder. Đó. Ở đây có 20 cái. Cái này có hơn 100.000 thôi. Anh em mua ở trên website của mình thì được miễn ship. Đây bên ngoài cái này thì có một cái ni lông này, ni lông bọc ngoài. Bọc nó ra thì bên trong nó có một cái túi vải nữa. Đây, túi vải này. Tiếp theo là cái sáo này. Cái sáo màu trắng này kiểu màu kem các bạn nhé, trắng ngà, không phải là trắng, không phải trắng tinh, trắng ngà, trắng kem. Tiếp theo một cái cây vệ sinh sáo thì chúng ta sẽ sử dụng một cái vải chúng ta xỏ đây nhé. Đó, sau đó chúng ta luồn vào đây chúng ta vệ sinh cho nó không sau khi thổi nó bị ướt đấy. Một cái lọ con là lọ này thì chứa những cái dầu bôi trơn để bôi trơn cái khớp sáo, bởi vì là cái sáo có thể tháo ra được. Đấy, tháo ra được. Cái này thì là cái để treo, để treo, để đeo, để cầm gì đó nhé. Chúng ta sẽ để vào cái khớp này. Khớp này đúng không? Đấy. Nó sẽ giữ được cái sáo. Đấy. Ngoài ra thì có một cái này. Thực sự là mình chưa sử dụng bao giờ, nhưng mà mình nghĩ là nó để nó kê ngón cái này. Nó giữ ngón cái. Đấy. Để chúng ta bấm cho nó chắc hơn. Đây, cái này xoay được, tháo ra được, cái này cũng tháo ra được. Đấy. Khi chúng ta đi đâu chúng ta tháo ra làm ba thì nó rất là gọn, nó chỉ còn ngắn tầm này thôi, 15cm thôi. Và cái nốt cuối này chúng ta xoay được, nếu mà tay các bạn mà ngắn quá thì xoay sang như này. Đấy. Còn tay bạn nào vừa rồi thì để thẳng hàng như này. Đấy. Cái này nếu mà chúng ta thấy vướng quá chúng ta tháo ra nhé. Vướng qua tháo ra như này. Để ở đây. Rồi, đây mình sẽ thổi nhá. Đây, cái này để kê một cái này. Đấy. Đâu con thổi đi. Con thổi em nào. Đó. Có hay không? Sáo hay không? Hay. Sáo có hay không? Hả? Hay. Đây nha, nó cũng như sáo lỗ của bình thường của mình thôi, đồ đây mi fa sol la si. Tiếp theo thử mạnh lên quãng 2 cũng đồ đây mi fa sol la si. Tuy nhiên, lỗ si 2 chúng ta phải bịt hai lỗ này vào. Đấy thì mới lên được si 2 bạn nhé. Nói chung là anh em tập chơi thì ok. Còn để chơi cái này để biểu diễn thì mình nghĩ là nó không hợp lý đâu. Đấy. Các bạn mới làm quen đến sáo, các cháu thiếu nhi muốn học sáo thì có thể làm quen để quen với cái thế bấm của sáo nhé. Còn cái này thì mình đánh giá là so với tầm cỡ những cái bản nhạc hiện tại thì thổi vào nó sẽ nói chung là cũng được, nhưng mà sẽ không hay, bởi vì âm sắc của cái này nó không hay. Phải nói thật là nó không ai bằng sáo ngang rồi. Thì các bạn muốn tập chơi hoặc là mua cho con, mua cho cháu thì có thể cân nhắc cái sản phẩm này, giá thì khá là rẻ thôi, có khoảng hơn 100 ngàn một chút. Đó. Rất là gọn nhẹ, cái này tất cả là tông đô nhé, tông đô màu trắng. Đấy. Vâng, xin chào các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu thì truy cập saochucdaoduy.com hoặc là liên hệ với mình qua Zalo 0971 889 836 nhé. Xin chào các bạn.